Thì học trò qua mặc cái quần sọt với cái áo thun ba lỗ đó chứ. Phải tính qua dọn nhà mà mặc đồ cho nó năng động. Cái bệnh em lại trỗi dậy nữa. Cái sự yếu ớt về chống đỡ điều cám dỗ từ phụ nữ nó bật như vậy. Cổ tự về nhà tội lắm, về nhà là cái cổ ngồi trong góc cổ khóc. Mà mình thì mình lơ đãng. Mình về nhà thì mình đã leo lên cái ghế mình nằm, mà cổ ngồi sao mình không hay. Trời, cái lúc đó mà nói chuyện với cô nào là chết em luôn rồi. Trời ơi, đúng là mình là một người thật sự đã đàng hoàng nhưng mà không được xảy ra những điều đó. Rồi đi em, nhạc sĩ cô biết bao nhiêu là những ca sĩ nổi tiếng của Đàm Vĩnh Hưng, những bài hát cho của Đàm, cho Đàm Vĩnh Hưng nè, Lý Hải, cho Lý Hải nè, vợ chồng son rất là vui hân hạnh được nhạc sĩ Thái Hùng và bà xã có mặt của đến với chương trình của chúng chị. Mà ho mà nó đoán được cái hơi nữa mới hay đó. Thì đó, tại vì nãy nó có nhắn tin chị ơi em quay số đầu. Thằng Hà biết hết. Thì là biết không? Rồi đó. Anh hỏi luôn, anh hỏi chế ơi em mặc đồ gì được. Chế nói thôi không nói luôn. Nói đâu, có, đâu có phải nói tiếp liền. Ê, chế em mặc đồ gì, hai chồng em mặc màu sáng đi. Tại vì hai đứa chị mặc màu tối. Dạ. Chị biết không, thật ra là hôm nay là ngồi trên này đó nha. Là anh mà Thái Hùng xuất hiện, anh Thái Hùng xuất hiện đó nha, là đúng ra là phải giới thiệu như thế này nè. Ca sĩ, nhạc sĩ đúng không? Ca sĩ, nhạc sĩ kiêm người dẫn chương trình Thái Hùng. Ở đây em xin nhắc, trước khi mà em bắt đầu vào chương trình, em xin nhắc nhẹ lại chút xíu. Em là anh biết anh Thái Hùng từ cái thời mà em mới học lớp 6. Là anh về quê em, anh làm một cái chương trình đại nhạc hội diễn ở tại sân banh quê em. Lúc đó có Bảo Trung và Lý Hùng nữa. Em có chụp với anh tấm hình, lúc đó tóc em dài thước tha. Dạ, có lẽ là chắc có thể là do Thuận sử dụng sai cái dầu gội đầu á. Trời ơi. Ca sĩ, nhạc sĩ, MC xuất hiện trong chương trình, tại sao mình không đòi cái quyền lợi cho chương trình? Những cái bài hát hoặc là những cái ca khúc nào mà mới của tụi em hoặc là em thích chào sân vậy đúng không? Chào sân đó. Chắc em hát cổ nha chế. Rồi, em hát cổ, cổ nha. Hát đi. Chứ là anh Hùng cũng là dân miền Tây mà. Đúng rồi, anh ở Sóc Trăng. Dân Sóc Trăng hát cả cổ hay. Mình ngồi hay đứng ra? Em muốn đứng thì đứng, em muốn ngồi thì ngồi. Dạ, đừng dạ, có vô cánh gà hát thôi. Vô phọt. Dạ, tại vì lúc mẹ em còn sống, mẹ em nói dáng em đẹp đó. Cho phép em đứng nha. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Hồ Bá Đạo. Hả? Hôm nay tao trở về đây để thăm thằng bạn cũ. Sao? Để xem mày có hạnh phúc với vợ tao không? Đối với vợ tao mày có thật giả thật lòng yêu thương chung hay là mày ghét bỏ? Tôi thật có nhiều đêm tao thèm mùi da thịt cũ, muốn tìm mày để đòi lại nhụy hương xưa. Nhưng nếu tao đòi thì tao là một thằng ngu, còn trả lại thì mày là thằng đông. Khó xử. Vậy thì tao và mày hãy xem người đàn bà kia là quán trọ. Tao và mày là lữ khách dần chân ngủ trọ đêm buồn. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay, hay. Chờ lâu quá em hết hơi. Hết hơi thôi. Bây giờ em ha. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thái Hùng. Cô vợ hát đi. Giọt sầu đỏ vỡ nát trong tim, mong người về vỗ giấc bao đêm. Ngậm ngùi coi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa màu. Em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Anh mang con tim em về đâu? Hey. Đó, mang con tim về chung nhà luôn rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình, xin mời anh Hùng cũng như là bà xã giới thiệu một chút về đôi nét của chương trình như đúng format của chương trình. Đúng format luôn. Dạ. Dạ, em tên là Hoàng Ngọc Huyền, tên đầy đủ của em, còn nghệ danh của em hiện tại là Thái Huyền. Thái Huyền, nghệ danh nó mê chồng thương chồng tới mức vậy đó. Hiện tại năm nay là chắc là em qua Tết là em được 29 tuổi. Quê em quê gốc ở Thanh Hóa. Dạ, xưa chế cũng như là em trai Quốc Thuận. Hùng tên thật là Lê Triệu Hùng. Sinh 1969. So về cái năm sinh đó thì là em nhỏ hơn bà xã em tới 26 tuổi rồi. Dạ. Em xuất thân là ca sĩ. Nhưng mà rồi đến một thời điểm là năm 94 thì cái duyên cũng dẫn chương trình chơi thôi. Anh Bước Sang mới mời về nhạc thành phố thổi để chị Dân nhớ mà ha, năm 95. Là cái mới dẫn chương trình luôn. Sau đó mới viết nhạc. Em gặp bà xã trong trường hợp nào? Hôm đó thực ra là em đi thi. Cuộc thi đó là cuộc thi Bolero Talent. Cũng lòi ra rất là nhiều khuyết điểm. Trong những cái nhận xét của ban giám khảo đó thì ông xã em đó thì nhận xét cặn kẽ và chi tiết chính xác nhất. Như vậy nên là em mới có ý định là thầy nói hay quá, vậy để phải học đạo xin số để đi học. Lúc đó hình như là em kêu bằng
chú Hùng á. Chú thầy. Không, chú thầy. Lúc đó em ra ngoài em quên luôn tên, với em mới lại hỏi dạ chú ơi cho con xin số con đi học. Lúc đó thì mình cũng ngại, thì đông người mà thấy con gái mà trẻ đẹp, anh hỏi tuổi sao anh nói chỗ đông người đó anh ngại cho số lắm. Nhưng mà con xin thì anh cho. Anh với con xin thì anh dạ. cho. Đau. Không, em hiểu. Đau lắm em. Khi xin số xong đó, khi mà họ cầm cái điện thoại đó lưu á, dạ lúc đó họ đổi anh rồi. Dạ anh tên gì? Rồi người ta cứ gọi điện hoài. Người ta gọi điện với mục đích tốt thôi, là muốn gặp thầy để nói bài học thôi. Tức là sau cái buổi đó đó đúng không? Đúng rồi. Sau khi mà 5-6 lần mà em gọi không được thì may quá, đến lần tiếp theo thì thầy có hẹn cà phê. Hẹn ra, hôm đó là em đi làm về. Tại vì là trước đó thì em có làm bên quản lý nhà hàng khách sạn. Em nhờ anh hai em chở, nhưng mà thầy hình như không vui cho lắm. Dạ, tại thầy thấy anh hai, thầy tưởng cái anh gì đó. Hôm đó chồng bụng anh nghĩ sao? Trời, hẹn mình mấy lần bữa nay mình ok, mình hẹn mình ok mà tự nhiên đi ông nội nào chớ vậy. Nó giằng mặt mình hay sao vậy? Mình sợ á. Học được đâu em xem chắc được là được 4-5 buổi chứ. Một hôm thì thầy có chia sẻ là nhà thầy bừa bộn quá, chưa có thời gian để dọn dẹp. Thôi thầy đã giúp mình như vậy thì mình tạm thời thì mình qua mình phụ thầy đây. Đấy. Thầy ơi bây giờ dịch vụ dọn dẹp nhà cửa nó thật ra nó là như thế này nè chế, là thật ra là em cứ đi hoài. Mà lúc đó thì em cũng có những vệ tinh. Nhưng mà những vệ tinh đó thì chưa phải là một cái đối tượng đặt thật sự về chung sống, thành ra là cái nhà đó rất là bề bộn. Thì hôm đó cô này có hỏi thầy ơi em hôm nay em xin về sớm em qua học được không, anh mới nói là hôm nay là chắc phải dọn nhà nó bề bộn mới cả tháng nay rồi. Rồi đặc biệt ở nhà là em tự giặt đồ ủi đậu hết chứ. Thì lúc em bỏ 4 tiếng hồi em giặt xong cái khô, em bỏ 5 tiếng em ủi một lần mấy chục bộ vậy đó. Cái cậu mới nói là thầy vậy thầy cho phép em qua em phụ với thầy nha, ngại thì ngại chứ đâu có đành lòng nào nói không. Đó mà bây giờ học trò thì thật sự thầy lúc đó thầy cũng chơi tạ nặng lắm, còn chơi tạ nặng thì học trò qua mặc cái quần sọt với cái áo thun ba lỗ đó chứ. Phải tính qua dọn nhà mà mặc đồ cho nó năng động. Cái bệnh em lại trỗi dậy nữa. Cái sự yếu ớt về chống đỡ điều cám dỗ từ phụ nữ nó bật như vậy. Rồi cái bữa qua dọn dẹp làm sao mà mặc đồ nó mỏng manh như vậy. Em không có ý gì hết. Em chỉ muốn là thoải mái để mà dọn. Tại vì ví dụ như nhiều khi mình cúi xuống để mình lau ở dưới chẳng hạn thì mình phải cho thoải mái nhất có thể chứ đúng không? Bạn cứ nghĩ gì không à? Dạ em dọn nhà có lần nhưng mà cái số lần dọn giường từ đó trở đi thì nó dày đặc. Thì đó dạ. Rồi đó. Dạ. Và tính đến thời điểm quay chương trình Vợ Chồng Son số này là con của anh Hùng và vợ là được 50 ngày tuổi. Dạ. Đúng không? Thôi chúc mừng. 50 ngày tuổi là chưa được 2 tháng. Dạ chưa. Dạ. Chưa. Em ơi chắc có vẻ như người không, đàn ông này là hoàn hảo, không có tật xấu gì phải không Quyền? Gì đúng không? Có không em? Bông dạ đó. Có nhưng mà xíu xíu. Đó. Kể cái xíu xíu nhưng mà coi. Đó. Theo như mình coi chương trình ở nhà mà Chí Vân với lại Thuận đó là cái thời điểm này thì đúng vạch mặt nè. Đó, thôi, anh coi như là anh thuộc tuồng dễ sợ luôn. Trời em coi hàng ngày đó, mà. Nghĩa là bạn chỉ cần bớt nóng tính lại thôi là được. Bạn nóng tính đúng không? Không phải, em có nghĩ anh Hùng nóng tính luôn. Cần biết sao không? Đấy công việc anh em biết rồi, có đôi lúc nó rất là rảnh rỗi mà đôi lúc nó áp lực quá. Mà vợ anh thì lại có cái tính là không nói. Chút nữa giải thích sao ha. Rồi bây giờ nóng tính nhưng mà mỗi lần nóng tính thì cái cơn của anh như thế nào? Có một lần là cái sự thiết kế chén bị vỡ. Dạ. Đập đồ đúng không? Dạ, không biết là. Thật ra cái chén đó mẹ anh muốn đập lâu rồi. Nhưng mà nhân cái cơ hội đó để anh tỏ rõ. Cái đây không phải là cái lúc anh giải thích. Anh phải để cho người ta nói. Anh đã không được quyền biện hộ cho bản thân dạ, mình. Dạ. Rồi. Anh Thái Hùng. Chắc là tại em ghen. Một vài tin nhắn nhẹ nhẹ. Dạ. Tức là anh có giải thích. Nhưng mà em chắc là lúc đó em thương anh quá mà em không có nghe á, nên là em có lớn tiếng, em có nóng, chứ còn bình thường em rất là nhẹ nhàng đó. Mà tại cái tật mà mình thấy rõ ràng tin nhắn vậy mới chối bực mình. Anh ta nói luôn đi là thôi thì giờ khán giả hoặc là bé đó nó vậy thì thôi anh nhắn lại chứ không lẽ giờ mình này kia không chối. Nhưng mà cái lần đó anh có ghen không? Sao em thấy anh không ghen? Tại vì nhiều khi em ngoan quá rồi giờ thấy đâu ra nữa. Đi đâu cũng đi với ảnh, không ở nhà với ảnh thì ghen gì. Đúng rồi. Không lẽ ghen Phong Long. Bây giờ em mong mỏi anh ấy thay đổi cái gì nhất? Chắc là không cần thay đổi gì nhưng mà chỉ cần là yêu em nhiều hơn là được. Trời ơi. Và bây giờ tới anh khai khẩu đó anh. Cái tính hồi đó giờ nó lăng nhăng thì chế cũng biết em rồi. Chứ sống đài mà nó dám giấu thì cái công việc của anh thì em biết rồi. Khi mà nó gần tới vô mùa thi mà mình chấm thì thường thí sinh á, nhất là nữ đó, họ hay đông đưa, họ hay nhắn tin thế này thế kia, thì thật sự thì mình cũng trả lời một cách rất là bình thường thôi. Nhưng mà tại vì vốn dĩ ở cái vị trí của em với em quen cái cách xưng hô được cưng, cảm ơn cưng hay đẹp, và cái chữ cưng đó thì đối với vợ em là một cái điều là không vui. Khi mà chưa cưới nữa, cái câu chuyện đây cũng là cái câu chuyện để sau này
cái phần sau em sẽ muốn vợ em thay đổi một ít này. Cái câu chuyện đó là ngay cái ngày sinh nhật em, và em là cái ngày em giới thiệu đây là người phụ nữ của mình. Thì lúc đó là người ta mới yêu cầu em hát cái bài nổi tiếng của em là bài Hãy Về Với Em đó. Đó. Thì em hát xong cái anh Bạch nhảy lên, anh phụ họa. Cái con bé Cẩm Như đứa em nó cũng lên nó phụ họa. Thì khi phụ họa thì cuối cùng em là người thắng trong cái câu chuyện bài hát đó. Thì em đứng em vịn eo chút xíu vậy thôi. Cậu im lìm mà cái tật của em thì hơi bị có một cái là xấu đói. Chiều lúc cậu làm bên cái quản lý bên cái thẩm viện Si đó, bên quận 2 đó. Thì từ đây anh sáng anh đưa cậu về, cái rồi cái mình đi xe không về. Cái chiều mình đi xe không đi, cái mình rước cậu về. Mình nói vợ à, ăn cái gì á, là nói để chồng chọn con đường về cho chồng đói dữ lắm rồi. Mà cậu ngồi cậu không nói gì đâu, cậu đang nhớ cái chuyện đó. Cậu không nói lúc đó chứ. Bây giờ cậu mới sực nhớ đi. Cậu có ngồi cứ im. Mà hỏi hoài không nói, mà cái cảm giác mà hỏi không nói mà vừa đói bực, anh bỏ xe đi bộ. Đi bộ, cái cổ chạy lòng vòng. Mà cái muốn cười lắm, mình cảm thấy lúc đó mình trẻ con thật. Là cái cổ cứ đi vòng này, cái anh đi quay ngược này, đi vòng vòng. Chế hiểu kìa em nói không, cái cổ vừa quay cái đường này, cái là em đi vòng đường khác. Đi đường một chiều nữa đó. Chứ. Rồi cuối cùng ra đến là tối đó, cổ tự về nhà. Tội lắm, về nhà là cái cổ ngồi trong góc của khóc. Mà mình thì mình lơ đãng. Mình về nhà thì mình đã leo lên cái ghế mình nằm, nhưng mà cô ngồi sau đó mình không hay. Trời, cái lúc đó mà nói chuyện với cô nào là chết em luôn rồi. Trời ơi, đúng là mình là một người thật sự đã đàng hoàng để mình không xảy ra những điều đó. Rồi xong cái là tối ra cái hỏi tại sao vợ biết tính chồng là đói là phải ăn chứ không là nó rất là khó chịu. Hỏi hoài năn nỉ nó. Tại sao cái bữa đó, cái bữa sinh nhật mà chồng giới thiệu vợ đó, tại sao mà lên diễn với anh Thanh Bạch, rồi sao mà tự nhiên cái chồng ôm chị Cẩm Như dữ vậy? Trời ơi, mà đính dịnh vậy thôi đó, diễn cho đúng câu chuyện đó. Anh là con ngựa cũng có hay lên cơn lắm, mà bây giờ hoàn toàn là hết lên cơn luôn rồi. Đó, vậy là quá tuyệt vời rồi. Rất là chuẩn mực luôn rồi. Bây giờ, thôi, chúc mừng anh chị. Và em rất là bất ngờ với một cái sự đổi thay từ anh Thái Hùng. Đó. Và em cũng mong muốn là qua chương trình này rồi thì khẳng định rằng là anh ấy bây giờ chính chủ. Em chỉ cầu mong là hai vợ chồng anh sẽ sống luôn luôn hạnh phúc nha. Cảm ơn. Cảm ơn hai đứa. Tên là Mai Xuân Hiệp, 29 tuổi, em đang kinh doanh nhà hàng hải sản. Em là Giang Hồng Ngọc Nam, 27 tuổi, em làm nghề trang điểm. À, kinh doanh hải sản chắc có lẽ đi ăn ốc bởi vì mới gặp nhau đúng không? Dạ không phải à. Em hôm đó em đang đi chơi với bạn em trên đường thì tình cờ em ngừng đèn đỏ, em mới nghe một giọng cười thật là lớn, lớn hơn cả cái tiếng còi xe của em. Trời ơi. Em mới ngạc nhiên em quay lại em nhìn thì em thấy một cô bé rất là nhỏ con dễ thương trong một cái bộ váy màu hồng. Em cố tình em chạy từ từ lại cùng với người bạn chờ cô bé đó lên. Thì em nhìn sang cô bé đó, cô bé đó mới nhìn lại em cười mỉm chi với em. Em mới thấy cô bé này dễ thương quá, em mới chạy theo em cua. Tại vì cô bé này người nhỏ nhưng mà cười không có nhỏ đúng không? Dạ. Lúc đó anh cười sao? Em cười. Đó ảnh mới lên ảnh hỏi em ơi em có tin là cái nụ cười của em mà gây tai nạn cho người khác hay không? Em xem hỏi ủa tại sao vậy anh? Anh nói tại vì em cười lớn hơn cái tiếng còi xe của anh nữa. Người ta không có nghe. Rồi lúc em có sốc không? Em thấy cũng bình thường. Thì em thấy cô bé này cũng cá tính. Tại vì mình vừa mới nói như vậy rồi mà cô bé vẫn cười mỉm chi với em. Thì em chạy theo em cưa. Em mới mời cô bé này uống sữa đậu nành. Thì cô bé này mới nói là thôi em không đi đâu. Thì em mới nói tiếp là em cứ đi đi. Đôi khi á ly sữa đậu nành có thể thay đổi cả cuộc đời em sao. Trời ơi, tinh tinh dễ sợ. Rồi khi mà em nghe cái câu đó rồi quyết định đi liền không? Dạ không, em nghe em cũng không đi. Em cũng chạy đi về thôi. Mà ảnh đi theo em cũng cưa thêm đoạn nữa. Em thấy cũng chịu khó em cho số điện thoại. Rồi chia tay nhau về. Rồi bao lâu thì mới gặp lại nhau? Khoảng một tháng. Em hôm đó em đang ngồi muốn cà phê thì có một cái tin nhắn. Nội dung tin nhắn đây là số điện thoại này là số điện thoại mới của Ni. Thì em coi lại cái tên người nhắn tới là hi hi ha ha. Em mới sực nhớ tới à cái cô bé mà kỳ mình gặp ở trên đường có giọng cười to. Em mới nhắn lại em hỏi có nhận ra anh là ai không. Thì cô bé này mới trả lời cho em đó là anh là Bùi Kiện phải không? Gì? Tại vì cái hôm đó em hỏi ảnh đó là tên gì để em lưu số điện thoại vào máy. Anh nói anh tên Kiệm. Em hỏi Bùi Kiệm hả anh? Anh cũng ừ. Ủa mà sao? Sao lý do gì em lấy cái tên là Kiệm? Tại vì em cũng có bạn gái rồi à. Cũng muốn làm quen với bạn gái này nữa. Tại vì em cho tên của người bạn sau lưng của em á. Để khi mà lỡ em đang đi chung với người bạn gái cũ á thì bạn gái này có điện thoại tới á thì em nói nhầm số rồi. Trời ơi. Có nghĩa là cái ông ở sau lưng mới tên là Kiệm à. Rồi hai bạn chính thức là quen nhau khi nào? Cái lần đầu tiên mà đi chơi với nhau có kỷ niệm sau gì không? Sau khi mà em nhắn tin cho ảnh rồi. Rồi cái buổi sáng đó là ảnh đang đi nhậu với bạn, ảnh lại gọi em ra. Em nói là em không ra đâu. Ảnh nói là em ra đi, em nói em không biết đường. Ảnh mới nói là em đi taxi đến đi, anh trả tiền cho.
Trời, sốc quá vậy. Dạ, em cũng không tính đi, mà thấy sốc quá em ra coi thử coi chảnh như thế nào. Rồi sao nữa cưng? Em mới chạy ra em đón thì vừa một tay em chạy xe ra và một tay em nói chuyện với cô bé này. Thì khi chạy em bị té xe. Lúc đó em thấy anh cũng bị chạy chụa thôi, nhưng mà tại vì máu nó lấm lem. Em mới hỏi anh có sao không? Anh nói là anh không sao hết. Rồi lúc đó anh cầm cái chén lên, anh xúc đồ thì nó lại rớt cái chén xuống. Em nghĩ là chắc là gãy tay rồi. Em bắt đi khám, anh không chịu. Em mới nói vậy anh leo lên đi em chở cho. Em mới chở anh đến bệnh viện luôn. Em lo thủ tục các thứ, mọi thứ cho anh luôn. Nhưng mà sao ngộ ta? Sao lúc đó xe em không nhờ gia đình em chở em đi mà em nhờ cô bé chở đi? Thì em có liên lạc với lại gia đình và điện cho bạn gái cũ. Thì không ai tới hết, ai cũng bận việc hết. Em nghĩ là tại sao mình rất là nhiều bạn gái, nhưng mà khi mình bị nạn thì lại một người không quen với mình mà lại săn sóc mình. Tự nhiên anh ngồi anh khóc. Em mới nghĩ trong đầu chắc là công tử bột đau quá khóc. Sau đó em mới nghĩ là ảnh tại vì là ra đón em cho nên bị tai nạn. Em mới tới nhà em chăm sóc cho ảnh. Từ đó mới là nảy sinh tình cảm. Nảy sinh thôi, vậy thì bao lâu thì mới yêu? Tại ảnh hay tặng quà bất ngờ, những cái rất là lãng mạn cho nên em yêu luôn. Vậy thì những câu chuyện khi yêu sao? Quen nhau được 6 tháng thì em thấy cái tin nhắn của bạn gái cũ nhắn tới. Mà nhắn không có nhắn bình thường chị, nhắn là mật mã IBCZ gì đó. Em mới nói là nếu mà tin nhắn bình thường thì tại sao phải nhắn mật mã. Em bắt ảnh phải gọi lại giải thích nói chuyện rõ ràng. Mà anh không chịu, anh nói em là nhỏ mọn quá. Anh quen rồi, thì mình cũng phải có chút xíu gì đó ga lăng với người bạn gái cũ. Mình kết thúc trong một cái sự tốt đẹp, chứ đừng để cho người ta phải suy nghĩ về mình là còn cái gì đó. Rồi kết cuối cùng rồi sao? Nhà chị chia tay không có liên lạc, sau đó là mới huề lại. Ủa mà sao huề? Cũng cái chiêu làm quà bất ngờ đó anh. À cũng xài chiêu đó nữa. Dạ. Em cũng gục ngã nữa. Dạ. Rồi tiếp tục là vẫn cứ quá trình của một anh chàng đào hoa nữa không? Quen nhau lại khoảng 3 tháng thì có cô nhận bạn gái mới. Có nghĩa là trong thời gian mà giận nhau đó là em đã kịp quen thêm một cô nữa rồi đúng không? Nó có giống lần thứ nhất không? Em không có biết. Ảnh nói với em là ảnh đi qua Campuchia làm công việc, cho nên không có sóng điện thoại để liên lạc với em. Em cũng tin. Có một lần ảnh nói ảnh về Trà Vinh chơi với bạn, thì vô tình em tìm được cái sim cũ, mà trong cái sim cũ đó lại có cái số điện thoại anh ở Trà Vinh. Em mới gọi em hỏi là có anh đó ở dưới Trà Vinh chơi không, thì cái anh bạn nói là không có. Anh ấy tính không bằng trời tính. Rồi sao nữa cưng? Em mới lên kế hoạch, em điện cho anh kia là nói dối vợ em. Ông cũng bồ thôi không đúng không? Dạ. Cao cơ dữ ta. Em mới kêu ảnh là gọi lại cho vợ em á, là nói với vợ em là không biết em là ai, nên không dám nói là Hiệp đang ở đây, tưởng là Hiệp đi chơi mà sợ bạn gái là điện lên hay ai không biết là vợ Hiệp nên mới nói như vậy. Chị rồi làm sao mà em phát hiện ra được? Cô bạn gái đó tự động gọi cho em, tự khai hết từ A đến Z luôn. Em thấy chị đó kể thì nghe cũng tội nghiệp, giống như là anh này gạt, cũng giống như em bị gạt, cho nên em muốn chia tay để nhường anh này cho chị kia, mà anh không chịu. Rồi không sao? Chịu rồi sao? Em mới suy nghĩ, em cảm thấy không còn người phụ nữ nào mà hơn cô bé này nữa hết. Em mới quyết định là em đưa ba mẹ em sang nhà cô bé đó hỏi cưới. Hỏi cưới luôn. Trời ơi. Quá bất ngờ. Thì công nhận em chứ. Cũng bất ngờ hết hồn, tại vì chưa có chuẩn bị gì hết mà được hỏi cưới như vậy đó. Rồi có đồng ý không? Cũng ừ tí. Có nghĩa là cưới nhau. Vậy thì anh muốn nghe những câu chuyện bất ngờ sau khi cưới. Sau khi cưới không? Đó. Lúc mà cưới về em cũng mới phát hiện là cực kỳ gia trưởng, là khó tính. Ảnh nói cái gì cũng bắt em phải là nghe theo, phải là một người vợ hoàn hảo. Bắt em khi mà gấp khăn phải là gấp bốn góc bằng nhau. Ăn nói phải là ý tứ. Ăn cơm không được vừa cầm đũa vừa cầm thìa. Không được đưa cái tay ăn mà quá cái mặt, ngồi ăn như tiểu thư. Bắt em đừng đi hai hàng. Rồi á, em thực hiện được mấy cái? Em thực hiện được 5 cái. Cái cuối cùng là cái nào? Dạ đi hai hàng. Không thực hiện được. Dạ không. Tại sao? Tại vì cái gì mình sửa được mà. Gen gia truyền nhà em là từ ông bà, cha mẹ, anh chị cũng đi hai hàng. Mà em đi 20 mấy năm rồi chứ em sửa đâu sửa được. Có câu chuyện gì nào mà cái lúc mà cái hình ảnh tướng đi hai hàng của vợ em nó đáng yêu vô cùng không? Dạ có anh. Bữa đó em đưa vợ em đi lên chợ Tân Bình để mua những cái thiết bị đang cho vợ em trang điểm. Trong chợ là những cái sạp nó kế nhau và cái lối đi nó rất là nhỏ. Vợ em thì đi trước, em đi sau. Rồi sao cứ đi thoăn thoắt. Em đi sau, em lụm hết cái này lụm tới cái kia. Cứ đi tới cái hàng nào là đồ của hàng đó rớt. Ủa là sao? Là đi hai hàng. Đi hai hàng. Trời ơi. Đi là có phải đi vào cái dịp Tết không? Dạ không, bình thường á. À, như vậy là đi cái dịp Tết chắc có lẽ là rớt hết nguyên sạch. Rồi em lượm rồi sao? Thì em lượm lên em máng lên giùm ta cảm ơn em. Mà người ta quay qua người ta chỉ cô bé đó nói á, trời nhỏ này sao nó đi tướng gì mà hai hàng nó đi đụng đổ đồ này, không biết nó lấy chồng nào. Em cũng nói theo, trời cô bé này con nhà ai đi kỳ vậy, chứ em đâu dám nói chửi luôn em sao. Không dám nhận là vợ mình sao bị chửi luôn. Dạ. Trời, công nhận em anh hùng ghê, anh hùng ghê. Em có phát hiện thêm một cái điều gì về vợ nữa không? Dạ có chị. Lấy cô bé này về ngủ thì xoay như kim đồng hồ. Em mới nói thôi bây giờ về đi coi có sửa được hay không. Em mới nói thôi anh buộc tay buộc chân em lại thử vài lần. Thật sự là em cũng muốn vợ chồng thay đổi cho nó phù hợp với nhau.
trong lúc ngủ. Khi mà anh chồng em anh yêu cầu em vậy đó, em cảm thấy như thế nào? Tự ái gì, cái gì cũng bắt mình rồi, bây giờ ngủ cũng không cho thoải mái nữa. Bắt cột tay cột chân lại nên em giận, em bỏ về nhà mẹ em luôn. Cho anh hỏi nè, cứ mỗi lần giận vậy là bỏ về nhà mẹ hay sao? Dạ không, cũng không có, cũng phải tìm cách chứ chị. Em mới nói là bây giờ anh thay đổi đi, mỗi lần anh giận anh tức em á, anh đừng có chửi em nữa, mà anh phải nói là em đẹp quá, em dễ thương quá. Rồi em nói sao? Em nói nha, anh yêu em lắm, em đẹp lắm, tại chừng em đẹp lắm, em dễ thương lắm. Thấy không, cái tâm lý đó là như vậy. Thôi mà chị hỏi nè, cái đó là những cái bất ngờ của gọi là chồng á, khi cảm nhận được ở vợ. Nhưng mà còn em á, hiện giờ á, đối với em á, chồng em có những cái bất ngờ gì? Hồi trước anh không biết làm gì hết trơn á, tại vì có một cái biến cố xảy ra cho nên anh thay đổi tính tình từ đó. Hồi lúc mà mới cưới thì anh chỉ bắt em ở nhà chơi điện tử, chị không cho đi làm. Nhưng mà em rất là thích đi làm, cho nên em cố gắng em lén em đi làm, rồi em mới dành dụm tiền bạc này kia em giấu hết. Rồi lúc đó làm ăn thất bại, rồi ảnh mới suy nghĩ là đi tự tử. Trời, gì bi quan dữ vậy? Lúc đó thì em xuống tận cùng vực thẳm rồi, tất cả mọi thứ em không ổn hết. Thì hôm đó em mới suy nghĩ đần độn tí xíu là em lên trên cầu em tỉnh tự tử. Thì em mới ngồi em hút hết một gói thuốc và uống một ly cà phê. Thì hút xong cái em cũng vừa tính nhóm chân để em làm việc đó, thì có hai người dịnh vai của em mới giật mình lại. Thì là hai anh bảo vệ cầu, ảnh giữ em lại và ảnh phạt em cái tội xả rác. Sao không? Thì quá ra là sao nữa, hồi hộp quá. Sau khi mà anh bị bảo vệ bắt á, thì chắc tỉnh rồi, đi về nhà. Hai vợ chồng nhau mới bàn bạc là giải quyết vấn đề. Anh không ngờ là những cái tiền mà hồi xưa ảnh cấm em đi làm mà lúc đó là em dành dụm để trả nợ cho ảnh, cho nên từ đó là ảnh bắt đầu anh thay đổi luôn. Quan trọng là có cho em đi làm không? Dạ, còn phụ giúp em nữa. À, dạ, phụ giúp gì? Lúc đó là để trả nợ thì em có buôn bán, em bán sinh tố, bán cá lấu thì ảnh ra ảnh phụ. Cái việc như là từ trước đến giờ ảnh chưa làm. Chưa bao giờ làm, vì ngày xưa là công tử chỉ giúp cô gái đi chơi thôi. Nhưng bây giờ thì phụ vợ buôn bán, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ, rửa chén là làm hết luôn. Em hạnh phúc không? Thì bây giờ mọi việc ngày xưa giờ em làm cho em, thì bây giờ quán đỏ là em làm hết toàn bộ mọi việc đó cho vợ, tất cả mọi việc mà em thấy hạnh phúc. Chị cảm nhận rằng bây giờ hai tụi em đang rất là hạnh phúc. Thế thì xin hỏi hai bạn là hai bạn có muốn hoàn hảo hơn không? Nếu như có thể thì em muốn vợ em trở về như lúc trước, tại vì em thay đổi thì vợ em bây giờ lại thay đổi ngược lại là giống như em ngày xưa. Cái gì kỳ cục vậy? Em làm đúng á, vợ em nói sai em cũng phải nghe sai. Trời, bất ngờ. Bất ngờ nữa, như là bất ngờ cho tụi chị nè. Và bây giờ là vợ em thay đổi. Em thương anh lắm. Thương anh lắm. Đó. Hỏi thiệt em nè, hồi lúc mà chồng em á chưa thay đổi như bây giờ á, em có thấy khó chịu không? Rất là khó chịu. Em cảm nhận được cái điều khó chịu đó thì chị nghĩ rằng em phải cảm thông được cái cảm nhận của chồng em khi mà mình trở lại con người sau y bản chánh của anh ấy lúc trước chứ, đúng không? Và cái mong muốn của chồng em là hoàn toàn hợp lý. Qua cái buổi trò chuyện này chắc có lẽ là tụi em sẽ cảm nhận được rằng là trong gia đình mình ai cần phải thay đổi để cho cái gia đình mình nó sẽ hoàn hảo, đúng không? À, nhân dịp đầu năm xin chúc cho hai bạn sẽ có một cái Tết hoàn hảo và một năm như ý nha. Xin cảm ơn. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Ở nơi bây giờ em làm việc là ở Cai Lậy Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. À vậy đó. Dạ. Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội luôn. Dạ vẫn còn chị. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi nhiều nháy vậy. À. Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên. Rồi vậy là em đâu cần đoán nữa, em biết hết trơn rồi. Biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi. Đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa biết. Khán giả chưa ai biết cả. Bây giờ hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào, đó rồi trải qua cái mối tình đó ra sao, kể chi tiết cặn kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mặt nhau á là lúc nào? Lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Cần Thơ, cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà lúc chứ đó... còn nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không?
Ông ngày xưa có nhiều muối lắm, sáu muối giờ chỉ gom lại còn có muối à. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào. Cái cảm giác khi mà em gặp anh này lần đầu tiên á, nói chung là chị biết trong cuộc đời em làm rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím, rồi cũng bỏ áo vô thùng đâu, nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: "Ê, giờ tao thích ông đó rồi, mày làm sao để tao quen ổng hoài như vậy?" Cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi. Là phái liền. Là em sét á, em trước em là bị sấm sét ái tình anh này rồi. Còn Hoàng Anh sao? Sao Hoàng Anh? Còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy. Lo nhìn là chị đẩy xe đúng không? Mình tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng, rồi nhìn là dễ thương, rồi các thứ. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình chào, rồi mình cũng cười. Mình lịch sử mà. Xong hết cái giải đó thì bắt đầu là khi mà về á, thì mẹ của bà xã em á thì bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó là em có xin cái số điện thoại. Thì từ là đó, mẹ của Lý là quá gian xe của là em á, em biết là cái đoàn Cần Thơ á, là người ta về là ta sẽ đi ngang cái Lại Tiền Giang. Thì mới nói là em biết thân cái ông thầy giáo của chồng em cơ. Là mới nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá gian ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà em không có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Ở gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh. Xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết là chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên đó, duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh. Chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình không biết luôn. Là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi. Là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý. Không, lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của con nhỏ em á. Thì nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Rồi hay chưa? Thì vô tình đó thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai là tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em chỉ gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em leo ngồi họp lại đi, thì có một tấm hình thì mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với lại em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Mà tự nhiên lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40 mấy ký hà. 42. Anh Nguyên ba em mà. Cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Hay ngồi ở đâu? Xe lăn. Ngồi xe lăn đúng không? Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á? Em không biết có đáng yêu không, mà thời điểm năm 2004 á. Năm 2004, đầu năm 2005 thì phải. Thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là nhiều tiền lắm. Nên là em cũng có một cái, nhưng mà cái cùi bắp thôi. Xong rồi cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền. Xong cái em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á. Thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Cái bà bưu điện nói thôi em về đi, rồi có gì bữa nào trả. Mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng của trong điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cái chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào. Trời, cho em dạ, chịu dạ. Không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là lý thiếu do tiền đó điện thoại đúng không? Rồi nó nghe là sao đó có trả tiền điện thoại cho cái bà đó không? Dạ có. Có chứ sao chứ đâu ép. Cô ơi, hôm nay cô nghe hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó là sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Đâu, lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện, nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Nhiều người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được nên là mới có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia.
nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ổng tỏ tình rồi thế này thế kia là mình đang bị đau như thế này nè, nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui, mất thời gian, đốt nhiều thời gian. Với lại em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh, vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được, mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nói là hãy chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Vậy thôi đi, đừng gọi điện em nữa. Mới có một tuần thôi đó. Đó, làm khó, làm khó. Rồi, em lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cũng suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có một tuần, hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới á, thì nó hơi quá nhanh đi, để mình không có kịp đi xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ, rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về, xong rồi mình ghé nhà cái, ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ổng cũng hỏi vậy là con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép, rồi nói với mẹ, rồi nói với bà, rồi nói với dì, nói chung là nói tất tần tật để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. 26 tuổi thì bắt đầu là mẹ lúc đầu mẹ không chịu, thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó, là vợ con ngồi xe lăn vậy đó, thì là vận động viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm, mình không kể cũng diễn tả rồi các thứ. Xong cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được, tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ như mình không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì rồi các thứ thuyết phục đó, tấn công vô, rồi bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô, đốc vô rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua, mà gọi là hỏi xem mắt á. Chưa, lúc đó chưa hỏi anh, lúc đó mà là xem mắt thôi. Thì qua xem mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ, lúc đó mẹ em mới vô nhà, xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ, xong cái mẹ lại gần bà xã em, thì mẹ mới ôm, xong rồi thấy bà rớt nước mắt. Mình cũng không hiểu trong mẹ, đầu mình không mẹ hiểu rớt là nước mắt hả? Dạ mẹ. Mình không hiểu sao. Thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó, rồi là đám ra mắt đó, rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ về, có một tuần sau là đám hỏi. Là về mẹ chịu luôn. Dạ. Mẹ em sẽ em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc? Mẹ ba chịu là mừng muốn chết rồi, hỏi chi nữa. Hỏi. Tức là em không biết có hơi lại. Mẹ có tâm sự với em là mẹ thấy thương. Và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè, quen người ta, thương người ta rồi ở thời gian là chịu không nổi, rồi lại bỏ, là bất công, là im lý lại khổ thêm. Tức là cứ nghe thương con, nhưng mà gặp cô gái này là mẹ thương cô gái này liền, và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ đó. Nhưng mà bây giờ kể lại cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á, thì lên Sài Gòn đúng không, rồi lên Sài Gòn rồi hai đứa nói chuyện với nhau, rồi có nắm tay, rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi, bị gì đang là xa mà. Xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em thế nào. Thế em suy nghĩ là chắc cái ông này không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng vô như mình. Để mình nghĩ, mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Để xong mình suy nghĩ cái xong, sao chiều tới chiều tối cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi, bác thì đi làm. Thế ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó. Thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy? Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó của nó, em nói nó lạnh dã man luôn. Rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á. Sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái. Trời ơi. Hung con vậy đó. Cái
Rồi cái chiều tối tối bác về rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi. Mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn à. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi thôi thì ngủ người ta đi chơi đã khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi. Đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không. Đi đâu? Đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào? Bình Tân. À quận Bình Tân á. Xong rồi là thì nếu nằm ở lề đường cũng được đi. Không. Chở qua nhà bạn. Xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ. Nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, mình sẽ vô cái chỗ gì mà nó xa. Rồi sao? Vô tới nhà trọ. Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Thì nói chung là hai người đó khi người ta gặp em người ta chắc cũng bỡ ngỡ. Anh đó là bạn thân của anh này. Thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ mà bà chị vợ của anh nó cũng vậy luôn. Mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu. Anh chở qua là do tình cờ. Đó. Rồi ví dụ chơi này nọ trong nhà đó đi không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rổ xăng. Chở vô chỗ rổ xăng xong rồi chị biết em phải tuột về phía trước. Trời ơi. Em nói cái ông này chắc không xong rồi đó. Trời lý trục chặt cảnh thấy phải trục chặt. Anh nghĩ sao vậy trời ơi em nói em. Rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Ngồi luôn ở trên xe. Đi xong rồi nha. Đổ xong xăng rồi. Em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Bật chị thấy nó ghê chưa. Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó. Hay xong đi ra đường em tan vàng. Vấn đề là tuột lên nữa. Gỡ chứ tuột lên nữa. Phải kéo lên. Từ ở dưới cái chỗ này là cái yên nè. Yên là phải chùi lên nè đó. Mà gặp mình yếu ớt nữa mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Hay xong ha. Xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó xong tan vàng. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha. Là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu, là em cự luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha. Đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha. Còn không mà mình nghĩ quen đi anh. Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ngõ đó vậy mà nó vẫn ngồi trên xe để người ta đổ xăng thôi. Lên xuống. Trời lên làm biết trời làm biết tới cái mức mà không xuống xe luôn á. Đó là ấn tượng nhất của đời em. Thôi, như vậy như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có em về em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý, thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha. Đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Đã đúng không? Ê, nhưng mà cái tình cảm hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị nha, trong sáng như pha lê. Tại vì má em như vậy nè. Tôi nói rồi nha, 4 đứa con gái, nhà có 4 đứa con gái mà bà căng dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau. Thì chị nắm tay bậy bạ thôi. Bà nói gì là thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Rồi nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Duy chị nắm tay đồ. Bà quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chứ nếu không có bầu là chết. Hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á là sau này á thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là con y xì. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng có trong sáng không? Ổng á ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tới hôn em mới cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hôn trên trán thôi. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ nhưng mà mình sợ. Ba má có giận không? Ba má có giận không? Không, ba má thì không có giận. Mày mà làm cho con người ta có chửa mà mày không biết được. Mày bị quấn bầm đầu bầm cổ. Chết sống không? Rồi. Mà bây giờ nè, Lý có phải là người đầu tiên của em không? Hay là trước Lý là em đã có một vài mối tình rồi? Mối tình thì không có nhưng mà ta thương em nhiều chứ em không có để ý nhiều tới người. Cái đó là em biết luôn á. Nói chung là không đúng đối tượng á. Nãy Lý nói là ổng còn zin luôn mà. Có nghĩa là người ta thương ổng chị dân, rồi người ta nấu cơm, người ta mang tới cho ổng ăn thì mang rồi để đó rồi người ta chờ ổng nói chuyện này nọ, ổng hỏi nói vậy. Mẹ nói vậy á.
nhưng mà kể cái vụ mà đêm tân hôn sao sao hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây thì đó rồi mà sao lấy sao ổng em hỏi chị tám hỏi rồi là mình đã được dược rồi chứ vậy không ổng không dược ổng không có dược nhưng mà em có gợi ý không không em sợ má em la bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết bị gì mà đám hỏi thôi mà có nghĩa là theo như em biết á người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau cứ hát cái câu gì nè em chưa thi đỗ thì chưa động phòng của Lưu Bình Dương Lễ đó nhưng mà thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi thi paragame á dạ nên là anh cũng không làm gì cái nhiều khi suy nghĩ rồi nói chứ lúc đó thì anh cũng biết khung mình rồi cũng biết khung xa xa gần gần rồi bây giờ cái đêm cái đám hỏi sao nè sao cái đám hỏi là cái đêm tân hôn sao nè giờ mình vô thẳng luôn nè cái đêm động phòng sao ổng xào quần đúng không đúng rồi em không nhậu luôn á nha có nghĩa là ông cũng quý cái đêm tân hôn của ông luôn không có nhậu là ông hoàn toàn tỉnh táo mà rốt cuộc thì tỉnh quá nên nó tất quất là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau nói chung là anh em tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng xào quần biết lối luôn nhưng mà có thành công không Lý không thì sao quan biết rồi là đúng không thường là như vậy đó thường anh là... gặp anh với chị Dân coi như là chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lắm các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân hôn có cặp hình như là mấy tháng sau luôn đúng không mấy tháng sau mới thành công luôn đó đó không không chỉ có hai đêm đầu thôi vì thứ nhất là ngủ nhà mẹ mà anh này cho tới giờ cũng vậy riêng cái chuyện đó là thứ nhất là chỗ đó là phải một mình chứ mà nếu ví dụ như là phòng này cặp phòng kia của họ được luôn nữa mà nhậu rồi là cũng được luôn nữa rồi xong cái đêm thứ hai cái đêm thứ hai cái đêm đầu ấy giống như ông xà quần ông cũng tự cởi đồ em ấy chứ xong rồi nhưng mà anh không biết là như thế nào luôn bắt đầu như thế nào là không biết rồi xong rồi cái nói chuyện hồi cái mang mê tí xong rồi ôm nhau ngủ luôn nhưng mà có hỏi thăm bạn bè hay là má với ba để mà chỉ bí quyết được không em không hỏi không hỏi luôn còn em thì em có tư không em nói thật nha bây giờ nói là về nhà không có được ghen là có nghĩa là trước ảnh em có quen anh kia thì ví dụ như những cái chuyện mà hung đơn giản thì là mình đã trải qua nhưng mà điều chỉ không có cho anh kia là va chạm cơ thể mình thôi đó nhiều người biết vậy nhưng mà anh ấy nói chung là em quý nhất là cái gì là anh ấy còn riêng thôi là anh có nói dối mình là thời đó hỏi ông có khen yêu ai hay là có làm gì với ai là phải khai thiệt không là không giống em anh không chưa chỉ có hồi lúc anh 14 tuổi á là anh có quen cái bạn học là anh có hung bạn đó đó trời đất ơi 14 tuổi rồi là bắt chỉ bắt có trước mà kể từ đó chắc cái đợt đó chắc hung chắc trục trặc lắm bởi vì mới ngán cho tới giờ chắc có trục trặc không anh ủa nhưng mà là Lý anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này tức là cái vấn đề của em á cái hoàn cảnh của em á là lý do gì mà em bị khuyết tật tức là cái hoàn cảnh có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường em nói chung là ông nội em còn nói chứ nhỏ này nè nữa là nó đi ruộng với tao nó bự con trong mấy chị em lớn con rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt là em sốt là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được là sốt bại liệt đó dạ, cái thời điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm bây giờ thì là người được rồi thì đó thì bởi vậy nhưng mà nói chung là may mắn như thế này Thượng Đế lấy em đi cái chân nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời anh xã em nên là hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu bởi vì em thấy em không thiếu cái gì giống như là hồi em còn con gái á là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó chẳng hạn em muốn đi đâu đó em chưa biết đi chợ là gì luôn á cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi mà thậm chí em bận quần áo còn bị hạn chế nữa như nhà em thời đó nghèo lắm ba mẹ rất nghèo mà tới 6 anh chị em nữa nên là quần áo á, giống như chị lớn bận rồi tới em đó nên là quần áo chị lớn bận xong rồi là tới em nên em không có cái cảm giác giống như mua sắm hay chợ búa nó như thế nào từ nhỏ em cứ ở trong nhà thôi rồi khi em lấy anh á thì em mới biết là ở bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết đúng không dạ đúng rồi mà anh cho em tất cả những cái điều đó đi đây đi đó rồi này kia nọ mà chị hỏi em nè khi mà bắt đầu á
Em sau sau cái đêm tân hôn, coi như là qua 2 hôm sau đó, khi mà coi như Lý hoàn toàn là người của em rồi, mà em là người của Lý rồi, thì cái cảm xúc của em sao? Em hạnh phúc không? Lúc đó cảm xúc là nó rất chi là hạnh phúc. Tại vì có cái này cũng vui. Lúc mà sau cái đêm sau cái đám cưới á, thì mấy hôm sau á, là cái liên tân hôn á, thì nó có cái trường hợp như này, em thì em cũng không biết. Thì hai đứa mới tối mới xào quần, thì cứ xào quần mà cái giường thì cái giường nhà trọ ở Sài Gòn nó nhỏ xíu hà, đủ hai đứa nằm mà nó không có lớn. Thì cái ở dưới đó thì cái nệm, nhưng mà cái nệm mỏng nha, rồi cũng có lón tấm ga cũng màu sáng, nên là hai đứa xào quần gút gột xong cái xào quần rồi bắt đầu là dính với nhau, rồi cái là xong hết cái ngủ tới sáng. Thì ngủ một đêm tới sáng thì mình hai đứa bước xuống giường thấy trời gì cái giường thấy gớm vậy. Thì lúc đó mới tá quả ra là trong cái thời gian mà gọi là người ta gọi là cái gì ta, cái gì giống như là cái máu mà nó dính với giường á, thì mình cũng không biết. Thì lúc đó mình cũng không biết, thì nó em mới hỏi vợ em, nói ủa cái này cái gì thấy ghê vậy em. Thì vợ em lúc đó như em trả lời đúng không, em trả lời là như là cái đó là tiết chinh đó, tinh đúng rồi, tiết chinh. Thì nó thì ra đó giờ mình không có biết cái này chứ ông mà biết cái thời điểm đó. Cái đêm tân hôn nó chỉ coi như giống như là mình cũng không nghĩ gì, mà giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí đâu các thứ mình cũng đâu có nhiều, nên là con ít coi. Đó là cái mà em ấn tượng nhớ hoài, cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á là anh cứ mắc cỡ mặt mà anh đỏ tía, xong anh không trả lời em gì hết. Giờ còn mắc cỡ không? Bây giờ hả? Mười mấy năm rồi, hai đứa mấy đứa chưa? Chị, nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn, mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ, em không biết nó. Ồ, vậy đó hả? Em cũng không biết nữa. Vợ chồng á hả? Dạ. Tới giờ luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Bà hỏi chị, ví dụ như chị, rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói á, ôi cái giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy đó, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có nghĩa là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. Nên là anh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ, nhưng mà anh thấy không. Đó là ý là anh tạo cho mình em một cái cảm giác, thực là cảm giác là em là bình thường. Anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn. Ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này, cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó. Và hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện á, là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ, rất là trân trọng. Anh thấy được điều đó. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Gái dạ. Trai đều có đủ luôn. Dạ. Anh đang nhiêu tuổi rồi? Dạ bé lớn em 15, học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi, học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều 10 điểm rồi đó. 10 điểm á. Hay là hạnh phúc quá rồi. Hay quá. Bây giờ nếu mà kể không, nữa em thì... mãn nguyện. Em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng hai đứa nói... thôi ha. Chứ dạ. Có định đứa thứ ba. Không, nếu mà đi. Thật sự hai mà muốn sinh đó nha. Là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á, và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á, chứ nếu không em đẻ 4 đứa rồi. Em rất là thích. Hai trai gái đầy đủ rồi là hai thôi đó. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ. Nhưng mà trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi. Đôi khi em nói anh thử không, mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi, thế mình đẻ đứa khác đi để mình nựng. Thôi đang khó khăn thì đó, mình sợ thứ nhất, thứ hai nữa sợ sức khỏe, chưa kể là dịch bệnh nữa. Sức khỏe đúng rồi, đủ lắm sức khỏe nữa. Tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi. Thiệt mà. Đấy nghe nè, hôm bữa làm có mời lên trình vợ làm son rồi đúng không? Dạ. Mà em rất là vui đúng không? Và thậm chí em vui nhất là cái phần nào em nhớ không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh đó. Bây giờ em muốn không? Đó. Nãy giờ toàn là nghe giờ, kể chuyện toàn là đẹp không bây à. Bây giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể. Bây giờ kể đi em. Đó. Không bây giờ để Hoàng Anh. Đúng rồi, Hoàng Anh kể trước đi. Xấu. Vợ em xấu thì tật xấu cũng, chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ. Cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng, cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời.
giống như ôm tới sáng rồi là vậy là phái hả? Ờ, phái ôm vậy đó. Phái ôm. Mình á nhiều khi em á thì thường thường á kế bên em có cái gói ôm thì em hay ôm cái gói ôm, hay quay qua ôm cái gói ôm mà em ngủ. Ở trong cuộc đời ghét như cái gói ôm đó đó. Đó là tật xấu. Với cái tật xấu. Nhưng mà ngủ xong rồi có khi nào bả đè mình không? Tật đó dễ thương mà. Bắt ôm bắt chồng mình ôm dễ thương. Ôm chị em ôm kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu. Sao đâu, ôm kỳ lạ là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái háng của ổng em mới chịu. À. Đêm nào em nói anh quý em chưa? Không quý được khỏi ngủ. Còn mà ví dụ hôm nào anh nói không hôm nay anh mệt lắm, anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái lên. Tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi. Anh là như vậy anh phải ôm em xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu. Nhét vô nó ấm rồi sao á? Không biết nhưng mà em thích như vậy. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng xem vòng phải không? Xem vòng phải không? Có. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt là bắt đầu tối em ngủ á, bằng sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á, em để lên cổ anh xong rồi anh nghẹt ở đây mà để xuống hoài em cứ để lên. Rồi gì nữa nè? À, với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người á là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy. À là ngáy đó, đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết, nhưng mà khi mà mệt rồi là ngáy ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á, ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bếp bối nè, thì hay shopping bừa bộn nè, mưa đó. Shopping không, bừa bộn nhà. Còn nè. Một cái xấu nhất nữa là như vậy nè. Thôi để ông kể đi. Là em biết ông nói đúng như vậy nè, là ăn á là cho ăn cá ngoài làm cự á. Khó là ăn á hả? Khó. Nghe chị ăn thịt. Cá chị. À, không là, nhưng mà ổng là người nấu ăn. Là vợ em không thích ăn thịt, ăn cá. Ăn cá. Phải ăn thịt thôi à. À. Mà bữa nào mà đi chợ về mà em thấy một cá là bà động quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vâng lên là em nhìn thấy vậy hôn ăn mình ăn đi. Không. Ủa anh biết mà không ăn cá mà anh mua vậy hôn chạy cho anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cau nhau luôn. Là giận hờn đó, là đó. Không thích ăn cá đó. Là cá. Em xấu nhất là như vậy đó, cái đó thật xấu đó, cái đó thật xấu đó. Bây giờ có hỏi điệu em. Không hỏi có điệu không, vậy có điệu không? Không điệu em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi, còn mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mặt mộc thì đẹp lắm nha, chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là nhưng tật xấu của chồng. Tật xấu của em, đó là tật xấu của em đó. Đó là tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó. Mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Nói gì cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chị gì làm biết. Ngoại trừ cái là em ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi, là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị trang đó. Điểm. Chị làm biến khủng. Mà mặt đẹp lắm. Chị em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi. Mẹ đi ruộng là ở nhà làm lấy cái gỗ đó ra bắt đầu em vẽ. Nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á là bắt đầu lớn lên được ấy ha. Là bắt đầu biết ngựa nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái mà chị có tính nào. Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang điểm. Đó. Đó là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng xuống miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu em làm. Trời. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi. Là ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái uống cà phê. Đại ông phái mà ông phái vậy. Ông phái á. Ê hồi nhỏ chắc em sớm mới gọi Lý Điệu không đúng không? Ủa sao nó giờ vậy? Sếp em gọi em vậy không á? Gọi em bằng Lý Điệu. Tôi có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cô cũng là mặt đó nghe. Đúng, chính dạ, đúng xác. Rồi. Hồi đó mà con hoa sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. Mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người rớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu con. Mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Ồ, vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á. Bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì ít bộc lộ lắm. À. Mà em cũng không có làm gì để ghen hết á.
nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài vậy đó, anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống gì nè, mai mốt lỡ em mà có mất trước á, là anh cái thứ nhất cái đầu tiên á, là anh mà dè dãng với cô gái nào hay là gì đó, là em xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm là gì đó như anh thế này. Thôi đã dễ sợ không hỏi em không biết có nghe hay không. Anh làm gì đó làm gì vậy anh? Lúc đó chắc mặc quần vô luôn mà cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt các em nói vậy, em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. À, thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình, hiểu không? Chứ còn ghen là không, ấy không, anh đi dạy, anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị. Ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết, thì mình bảo là nói chung khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường, nhưng mình thầy giới hạn nào đó thôi đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là cái cương vị ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình. Còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Thôi bây giờ tới em nè, bây giờ tật xấu của anh nè đó, tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mà muốn thay đổi đúng không? Muốn cái thay đổi. Cái tật xấu của anh là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Nói á. Thì đâu em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn, thay phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chút. Tật xấu là ít nói nè. Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ, bộc lộ cảm xúc nhiều hơn đúng không? Như là ảnh mà anh thương em, hay là ngày đó ví dụ anh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, anh đi ngang cái vậy đó là xong. Nhíu anh đi ngang hay là đụng vai chân, nói chung bất cứ vậy đó đấy là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không, là không có lãng mạn đúng không? Rồi ví dụ như tối mà có muốn nó có nhíu không vậy? Trước khi không, tao muốn cái mang mê cái vú cái hung tóc đồ làm búa chua vậy đó. Là biết là anh muốn rồi, chứ anh không bao giờ nói là anh muốn à? Không, cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá, với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á, là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. không được không được bây giờ nó móc rồi, không có được, tối là phải giải quyết hay không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy ấy xong, nhưng mà đôi khi tới chiều anh dạy anh mệt, em cũng đi bán em mệt ấy xong, về lăn ra ngủ rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao, có lãng mạn không nè? Không, em thấy con nói là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó, nhưng mà anh thì không. Giống như làm xong cái chuyện đó cái xong anh ôm mình vô anh ngủ, cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là cái đó là theo chị nghe, theo chị á, mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà anh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Thì chắc là vậy đó chị. Rồi cái chuyện mà anh hung em xong rồi anh ôm em anh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Thương con coi chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn đó cưng. Trời, hiếm có người nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á, mà em với anh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Chưa. Chỉ kiến vậy thôi, ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa bị điên hả? Sao cái giường nhỏ gì mà vẫn ngủ được? Tại vì là đêm nào ổng cũng ôm mình, nên là nó không có phải là hai thành một rồi đó. Đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều một chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì, cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi đúng không, em dẹp qua quan bên không nói tới nữa. Không nói tới nữa, em bỏ luôn, đó là vậy. Mong bây giờ em vậy thôi, tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Dạ, đúng rồi. Không nói xong rồi dứt dạc đi, mà em chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện. Có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Thì đó, giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không? Em bớt đi, em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ổng bớt áp lực, em cũng bớt áp lực. Thế là ổng sẽ nói nhiều đúng không? Không có nghĩa là gì nè, ổng sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm ràm nó đi đúng không, thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều, cái tối cái hạ chồng khỏi bị móc.
dễ chính xác không? Cái đó như nó mới hoài nữa nha. Không áp lực là làm được đúng không? Nói là vợ chồng cùng chị. Sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là à thì ra là mình bị mất là lý do mình càm ràm nhiều quá. Ông bị áp lực. Không phải em, nó làm cho người đàn ông bị cục hứng em. Bị cục hứng đó. Nghe. Là áp lực đó. Rồi. Thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn, và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi. Đó, nhưng mà anh vẫn mong em có là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này. Tại cô gái này rất thích cái điều đó. Nghe. Ví dụ như thay vì em á vậy nè, nhéo cái con mắm này bữa nay dễ thương á. Đó. Thấy không? Mắm đó là dính liền anh. Cô lý điệu này nè. Đó. Không con mắm dễ thương á. Mắm này bữa nay dễ thương quá. Đó. Đó. Chết luôn. Mắm đi. Đó. Mắm đó. Yeah. Đó, nghe. Rồi, cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Ha, chúc cho hai em công việc sẽ thuận lợi nha, may mắn và thậm chí là sẽ yêu nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Hạnh phúc dài, nha. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị. Dạ.